tức là em nghĩ rằng là chắc là em thử cái này nói thì không phải là như thế nào đâu, nhưng mà em nghĩ rằng là đúng là kiểu mình có mạng xã hội nhiều đấy, mình cũng không được bằng như ngày xưa ấy. Thế em thấy kiểu ngày xưa cũng vui vui hơn, không có mạng xã hội nhưng mà mình đi chơi điện tử nhưng mà cũng ít hơn là mình dùng mạng xã hội. Thì bây giờ em thực ra đến thời điểm sáng em dùng mạng xã hội cũng khá là nhiều, không hẳn mà là kiểu không hiểu sao nhưng em vẫn cứ thấy là nó không được vui như ngày xưa. Từ đó cũng rất là bình thường nhé, kiểu đi ăn ở nhà với bố mẹ ăn uống chỉ giữ được trong cái truyền thống gia đình của mình thôi, còn những cái nguyên tắc mà về mặt số chung á thì cũng rất là khó, bởi vì cuộc sống bây giờ hình như là hơi bề bộn, mọi người cũng quá là bận rộn cho nên là cái giữ truyền thống hơi khó, nhưng nếu duy trì được thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Xưa và tết nay thì mỗi một ngày mình lớn hơn cho nên cái giữ về truyền thống á, tức là những cái lễ cúng kiến trong gia đình mà trong giao thừa là mình phải rất là cẩn thận và mình phải học đàng hoàng. Còn lúc trước thì mình cứ ý là có mẹ, bây giờ vẫn có mẹ hỗ trợ, nhưng mà mình bắt đầu là có những cái hoạt động về gia đình đầu năm nhiều hơn. Phương Thanh vẫn thích nấu bánh chưng, gia đình tự nấu bánh chưng từ khi vào Nam thì ít nấu lắm. Còn ngày xưa ngoài Bắc là cứ phải mấy chục cặp bánh chưng cơ, rồi ngồi quây quần bên bếp. Còn bây giờ ở Sài Gòn thì có vẻ là hơi khó. Mình không biết gói bánh nhưng mà ngồi mà nấu thì cũng vừa nấu vừa ngủ. Tại vì mình nấu tới mấy ngày mà, cho nên là mình cứ nấu xong rồi, tại vì cả nhà thì nấu cho nên là mình ai mệt thì cứ ngủ thôi. Phương Thanh nhớ có năm mà Phương Thanh mang bầu em gà đó, là gia đình gói bánh chưng cho nên vừa gói bánh chưng vừa ngồi coi gói, vừa nấu vừa đánh bài rồi vừa ngủ. Đó, nói chung rất là vui. Chắc chắn sẽ là những sản phẩm âm nhạc, và cũng như rằng là năm 2019 này sẽ là một cái năm mà em sẽ tập trung vào âm nhạc rất là nhiều và rất là kỹ lưỡng. Thì là cho đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu cho sản phẩm đầu tiên trong năm 2019 này sắp tới. Mặc dù là Tết sắp đến, kế hoạch với gia đình thì chắc là em cũng hy vọng là sẽ có thể đưa bố mẹ đi du lịch được, nhưng mà nhà em thì lại nuôi chó rất là nhiều. Và bây giờ mà đi coi như rằng là không ai chăm chó, 9 con, 10 con là không ai chăm. Nuôi, tại vì nuôi rất là nhiều. Nên là đó là một cái vấn nạn mà cứ mỗi lần đi đâu là đó là một cái điều mình là đấy, tính toán rất khó khăn. 19, Phương Thanh có album Ngược Dòng Nguyên Hương. Lại với vai trò diễn viên nhiều ở ba lĩnh vực cải lương, kịch và hài. Và trong theo đó thì Quân cũng sẽ cho ra một số sản phẩm. Một số sản phẩm thì cũng 3 trong 1 như Kiều Anh vừa nói, và sẽ cố gắng tìm những cái mới, những kịch bản mới, những tác giả mới, những đạo diễn mới để mà thổi vào đó một cái làn gió thật mới, cũng để phục vụ cho quý vị và để cho nó đừng bị mai một thôi. Năm 2019 sẽ là một năm mà Miu dành rất là nhiều ngoài cái năng lượng để dành cho các chương trình truyền hình, thì mục tiêu của Miu năm mới đó là giáo dục, và tạm gọi là mô hình giáo dục tự chọn, qua việc nghệ thuật hóa, sân khấu hóa những bài học về lịch sử và văn hóa, mà chúng ta biết rằng là bộ môn lịch sử hiện thời là đang bị giới trẻ cho rằng là một bộ môn quá nhàm chán mà các em không ứng dụng được trong đời sống. Nhưng nếu nó được kể thành một cái câu chuyện được sân khấu hóa thì hành trình này sẽ có sự đồng hành của Sở Văn hóa, đó là một cái sự hỗ trợ cho gánh hát khi mà mang sân trường tới sân khấu. Cũng vừa hát vừa nghỉ mệt cho nên là hát vừa đủ để đón xuân, vừa có khán giả và giữ năng lượng cho chính mình để có một cái sức khỏe thật tốt cho nguyên một năm 2019. Tết này thì nói chung thì cũng được, cũng hơi mệt đó, tại vì cũng nhiều chương trình, nhưng mà nghệ sĩ mà được mệt là vui rồi. Dạ. Nếu như các năm qua quý vị chỉ thấy hình ảnh Kiều Anh ở trên game show và chưa có xuất hiện lại với vai trò diễn viên ở sân khấu để mà có thể mời quý vị đến xem, thì đầu năm 2019 thì Kiều Anh sẽ chính thức trở lại với 3 chương trình. Suất trưa thì Kiều Anh diễn ở Đầm Sen, và 2 suất sau 5 giờ 7 giờ thì ở nhà hát kịch Công Nhân, với 3 cái chương trình, và Kiều Anh sẽ xuất hiện với 3 nhân vật khác nhau. Nếu mà quý vị khán giả nào còn yêu thương Kiều Anh và xem lại Kiều Anh sau nhiều năm vắng bóng sẽ diễn và đối diện với khán giả như thế nào, thì mời quý vị đến xem và ủng hộ, và Kiều Anh sẽ chính thức trở lại để hoạt động nghệ thuật là một diễn viên. Thì làm ai mời thì đi, còn không mời thì không. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ai mời. Là có mùng 10, 11 thì em cũng sẽ, chắc em cũng sẽ đi. Chắc là ngoài mùng 10 sớm về để coi như quay lại với công việc của mình.